chào mừng các bạn đến với lại kênh YouTube của Kelly Pan Nail. Hôm nay các bạn sẽ cùng Mỹ Nguyên thực hiện mẫu hoa hồng xanh mint vẽ bằng chất liệu vẽ nổi nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị phần nền móng clear phối hợp với những chiếc móng tiếp, sử dụng bột clear và keo. Mình cũng có thể sử dụng những chất liệu khác để có thể nối ra phần nền móng giống như vậy. Dùng cọ phủ sạch bụi trước khi mà mình sơn. Về chất liệu sơn, các bạn có thể sử dụng sơn treo giống như Mỹ Nguyên ở đây, tông màu trắng sữa phối lên trên tất cả toàn bộ nền luôn. Hoặc là mình cũng có thể xài dòng sơn treo bằng cọ rời cũng được nha. Rồi bây giờ mọi người đang nhìn thấy Mỹ Nguyên thực hiện những kỹ thuật vẽ nổi bởi màu xanh mint và một chút màu xanh dương nhạt để tạo ra phần nét lá có độ chuyển màu, mọi người hay gọi là ombre. Thì mình sẽ lót phần màu xanh mint trước, sau đó là mình phủ màu xanh dương. Tiếp theo thì sử dụng một chiếc tăm nhỏ cộng với việc cuộn để tạo nụ hoa hồng, thì mình sẽ xài màu xanh bên trong và màu trắng bên ngoài. Lần lượt khi cánh còn mềm, dẻo thì các bạn có thể nối từng cánh vào và có thể tạo ra từ nụ hoa cho đến những đóa hoa hồng to giống như là Mỹ Nguyên đang dùng để ráp lên trên móng ở đây. Và sử dụng nhíp và bột clear để kết nối những đóa hoa đặt lên trên phần nền móng, sau đó mình đính đá. Dòng đá thì Mỹ Nguyên chọn tông màu trắng sáng. Các bạn có thể phối nhiều size đá với nhau để tạo ra được điểm nhấn. Vì đây là một chiếc mẫu dòng ấn tượng để trình diễn nên mình thấy là móng khá là dài. Hy vọng là các bạn cũng đã học được những kỹ thuật mới cho mình và có thể ứng dụng trên dòng móng ngắn hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Kelly Pan Nail và nhớ subscribe để nhận tiếp những phần hướng dẫn mới nhất của Mỹ Nguyên nhé. Bye bye!